Hello, xin chào các đồng chí thân mến, anh chị em các bạn thân yêu. Cộng sản làm việc cả tuần rồi, bây giờ cuối tuần rồi mình phải rửa xe để đặng mình đi chơi chứ. Cộng sản qua Mỹ là phải biết hưởng thụ, phải không? Mấy cái đám chống cộng dồi bọ, mấy cái đám chống cộng ô hợp, tụi mày chống làm sao mà để cộng sản mua nước Mỹ mẹ chân à? Mấy cái đám chống cộng đấy, phải không? Chắc kim yeah, ông boy, yeah, my big boy right here, see, yeah, the big boy right here, come on big boy, this is my big boy right there, come on boy. Cộng sản qua không đi Mỹ thôi, mà đi Mỹ là phải hoành tráng, mà mình phải mua nước Mỹ chứ không khỏi qua Mỹ rồi đi làm trâu làm bò cho Mỹ nó cốc đầu như con chó ngồi đã trống. Đó. Tới nỗi mà ông Trump ông sang Việt Nam ông đéo thèm ngó tới. Come on boy, come on. Nhục quá đi mấy cái đám chống cộng người, cái đám chống cộng, mấy cái đám chống cộng cực đoan ô hợp. Tao thấy tụi mày tao nhục giùm tụi mày. Tao nói thiệt, tao thấy tụi mày tao nhục giả mà. Mẹ chống gì mà tới nỗi thấy ông Trump qua Việt Nam mừng quýnh đít lên, nó chạy ra viết kiến nghị rồi tùm lum. Mỹ đâu có thèm đối nhìn tới cái đám chống cộng cực đoan ô hợp đâu. Chống mình tới nỗi cộng sản giờ qua Mỹ mua mẹ nước Mỹ hết trơn rồi. Đau không? Nhục không? Ngồi đó một thằng thì một mắt thì phải lên mạng nhìn Benny Chương á, ăn tiền handicap, tiền SSI. Còn thằng thì ngồi vũa còn đi leo lên mạng chống. Mày ơi, tao thấy tụi mày sao tao nhục quá đi mấy cái đám chống cộng ơi. Còn cái con Ly Xà Phạm thì nửa nạt nửa mỡ, cứ làm khai dân trí. Mày đẹp ơi, tao nhục ơi là nhục. Cộng sản nó phải như vậy. Còn mẹ cái đám chống cộng cực đoan nó tức lắm, nếu làm thì cái gì lại mình thì cả. Nhục cho cái lũ chúng mày à, chúng mày thấy không? Cộng sản không chơi thôi là phải chơi vậy á hả? Chắc kia hả? Cây giờ bay, come on boy, yeah my good boy right there, come on boy, yeah, come on boy. Toàn là cái đám gì đâu không, chống mấy chục năm, chống tầm tàm không, chống mà Việt Nam mà cộng sản người ta vươn ra khắp thế giới luôn, ngoại giao gần 200 quốc gia, người ta đi khắp thế giới luôn. Dân Việt Nam thì bỏ tiền qua mua nước Mỹ, nước Mỹ của tao đã đảo lại mình, trục sức lại mình, thiệt tình. Hả chắc kia hả? Nhục với con canh mực, cái thằng chống cộng. Mấy này nó, cái đám chống cộng cực đoan ở bên Mỹ này nó bị đứt dây thần kinh nhục cái gì rồi. Nó không còn biết nhục là cái gì chân, cho nên nó cho nên nó lì hết rồi. Thành ra chỉ cốc đầu chết cha chứ nó cốc cái đám chống cộng cốc đổi mẹ nó. Còn chủ ô hợp. Tao thấy cái thằng Benny Chương, tao thấy tụi mày tao ối quá đi. Benny Chương rồi Tân Thái à, tụi mày làm tao ối lên ối xuống vậy. Mẹ thấy nó thắt cái cà vạt chống cộng. Mình thấy khai dân trí mà trà nè, tụi bay với khai dân trí đấy, thấy không? Có anh bậy đấy. Cộng sản nó biết hưởng thụ là như vậy nè. Đó, đi qua xứ người là phải như vậy á, chứ không phải như cái bọn chúng mày còn là nổ. Không, chó mình nó đẻ được 8 con. Mình nuôi những con bạc ghê nãy anh chị các bạn. con chó mẹ cũng đẹp ghê luôn các bạn ơi. Nuôi nó để đặng nó chiến đấu với bao que. Mình nuôi chó đẹp ghê vậy đó. Giờ nó chiến đấu với bao que, mẹ nào mà tới rồi tao cắn xích giái. Mấy thằng trống cò, mấy thằng bao que xỏ lá ô hộp này nó đứt dây thần kinh nhục rồi, biết nhục rồi con mẹ gì nữa đâu. Tối ngày ngồi thắt cái cà vạt ngồi thì có một mắt à. Có một mặt cứ là xuống được.